cây đào dáng Chúa. Chạy về đường này á, chạy về ngã ba à, ngã tư Phố Nối à, chạy về đấy, chạy à đâu, chạy về khu công nghiệp Phố Nối á. Được đường dưới này, đường bên kia. Nhưng mà đoạn, nhưng mà đợt ý nó làm nó có đoạn kém. Nửa điểm này mới đẹp này. Vài cái đó là lúc nào cũng có. Nó mới đẹp. Không, ở đây hoa to hơn. Chứ còn vào vườn mỗi cây phải nở vài điểm vài cái nhìn nó mới sặc sỡ. Khu chú nó vừa bảo các hàng cây kia toàn nó để tầm 28, 29, 30 mới tuốt này. Alo. Ơi. Rồi. Cuối tháng đấy. Đúng cuối tháng đấy. Các cái bớt nái lại ná đều cuối tháng tuốt thôi. Nụ trắng hết đầu nụ. Đất như khô như ngô da nhỉ. Quá đẹp mẹ, ai vào cái lễ gốc nứt nở. Gốc cổ cổ. Nước này, khổ nọ rồi. Có tưới không? Không tưới nụ càng nhanh to. Nếu mà bây tưới nước vào nụ còn phải nở luôn. Bây giờ đang hãm không cho nước mấy. Rét sắp tới là rét mưa. Có nghĩa là bao giờ rét là về là rét mưa, là bao giờ cũng sẽ xuống nước mưa phùn. Ông nào mua cây nào là ghi gốc này. Ghi hết rồi. Ghi chưa? Một số cây lấy hết rồi. Các cây mà đẹp là năm, có nghĩa là năm ngoái ai thuê năm nay vẫn tiếp tục thuê. Cây vài triệu là ghi hết rồi đấy. Vẫn những người năm ngoái. Còn một số cây nào của gọi là cây vào gốc thêm ấy là chưa có ai. Vườn nhà dưới, nhà gì hôm qua cháu